con xin tiến trình để tu tập ví dụ như tứ niệm xứ xong rồi tới tứ chánh cần thì trong bảy nhóm bộ đề phần tức là bảy nhóm giác ngộ bảy nhóm này đó mình nói nó là bảy bởi vì nó là bảy cái tên gọi khác nhau của một vấn đề khi mà quý vị bắt đầu vào thực hành ấy thì quý vị thực hành tứ niệm xứ cũng có nghĩa là quý vị đang thực hành tứ chánh cần cũng có nghĩa là quý quý vị đang thực hành tứ nhị túc, ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát chánh đạo mình thực hành một cái cũng như là mình thực hành các cái còn lại nó giống như bây giờ đó ờ, mình ăn mình ăn bắp nhưng mà có người họ không ăn bắp mà họ ăn ngô thì dù bắp và hay là ngô thì nó cũng là một thứ ừ. à, cho nên là quý vị mình nói khi mà quý vị ăn mình ăn bắp thì cũng có nghĩa là mình ăn ngô mà mình ăn thịt heo thì cũng có nghĩa là mình ăn thịt, thịt lợn đấy thì cái người mà họ không hiểu tức là họ chưa có thấy trái bắp hoặc trái ngô nó ra làm sao thịt heo thịt lợn nó ra làm sao thì họ mới hỏi là bây giờ tôi nên ăn bắp trước hay là tôi nên ăn ngô trước thì nó rất là kỳ ha? À, và tại sao um, các cái chi phần giác ngộ như vậy lại được trình bày ra làm bảy cái vấn đề trông có vẻ là khác nhau bởi vì mỗi một hạng chúng sanh mỗi một chúng sanh thì sẽ có cái thích và cái ghét khác nhau có cái ưu và cái nhược khác nhau À, cho nên là chúng ta cần cái cách thức để tiếp xúc à, đối với con đường đưa đến sự giác ngộ khác nhau. Có người đó à, họ thực hành à, tứ niệm xứ thì nó không được thuận lợi bằng việc để cho họ thực hành tứ chánh cần. Có người đó họ thực hành tứ chánh cần à, thì nó không được thuận lợi bằng việc để cho họ thực hành bát chánh đạo. đấy có người họ thực hành bác chánh đạo thì nó không thuận lợi bằng việc thực hành thức giác chi mặc dù đúng là mình thực hành một món thì cũng giống như mình thực hành các món khác nhưng mà cái cách tiếp cận với vấn đề nó khác nhau nó sẽ đưa đến cái hiệu quả không có giống nhau à, cho nên là cái, cái này đó quý vị xem à, mình có cái sự thuận lợi à, đối với cái phương pháp nào thì mình thực hành cái phương pháp đó